sắc. Phong tục Pháp. Cứng nha. Để thốt hai nước. Đưa mã đây và vào đây. Ok, mình sẽ lên tốt để xoá đồ này. Lên tốt đấy. Nhập đi. Lên. Đuổi luôn. Mà ăn đi. Giờ xe. Thì đổi nên là đậu giữa. Sẽ lắp nút xe vào. Quyết bắt con tôi điếu này. Đưa mã đây mình sẽ đẩy tốt lên để tránh cho trắng nhiệt ở đây. Cầu thủ của Bulgari nghĩ rất sâu. Hay có thể nhảy mãi ở đây và nhảy vào đây. Nhảy lên đây. Chịu thua luôn. Thế cho nhanh. Đây, video pet. Lên tượng đấy.
Đây, C3. Nhập đi. Nhập tốt hai nước luôn. Về đấy. Lên đây. Lên tượng. Đây tốt. Ăn. Cũng ăn lên. Được không nhỉ? Nghe chừng cũng được. Về đấy. Không ăn cơ. Chạy. Bí cho em. Lên hộ. Chắc để đưa xe này sang. Đẩy xuống đẹp luôn. Bây giờ con mã này chạy thì sẽ mất xe à, chạy xe luôn, hợp lý, rất hợp lý. Ra đây nên lùi tượng lại. Đẩy xuống. Lùi tượng lại. Ok, mình sẽ phải giữ con tốt này sau đó đưa xe ra cột C. Chạy thôi. Tốt. Không sao. Lên đấy. Chạy đâu? Lên đấy. Bây giờ mình sẽ ăn tượng này, tốt sẽ không ăn lên được. Mình sẽ mất hậu. Chúng ta xem đen có nhìn ra không. Chắc không nhìn ra được.
nước này hơi kín. À, chạy đấy. Buổi lễ tượng. Thế chứng tỏ vẫn nhìn ra. Vào xe giữ tốt. Tôi này có lợi thế hơn một chút. Đen hơn hai tốt. Mình hơn một ít. Không đáng kể. Xuống. Giờ mình sẽ có tốt thông đây. Tốt thông sẽ làm nên chuyện. Đuổi tượng. Chiếu hay hơn. Phòng hậu mà dễ à em. Được phết nhỉ. Chín giây. Chiếu hết không nhỉ? Chiếu hết rồi.
phải uống nước siêu hết chứ.